Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Dòng chảy cuộc đời. Đây chính là phẩm chất quan trọng nhất cần có của người đàn ông. Nếu bạn đang thiếu, hãy sớm bổ sung. Trong hàng loạt những phẩm chất quý, đâu mới là phẩm chất quan trọng nhất đối với mỗi người đàn ông? Tục ngữ có câu, tối quý bất quá giáo dưỡng, ý nói rằng giáo dưỡng, sự tu dưỡng về văn hóa và đạo đức là thứ đáng quý nhất, đáng trân trọng hơn tất cả. Sự tu dưỡng về văn hóa và đạo đức cũng chính là phẩm chất quan trọng nhất ở một người đàn ông. Có một cô gái tên là Trình Trình Kha kể lại một trải nghiệm của bản thân như thế này. Một tối cô đi làm về, đang đứng đợi thang máy ở tầng 1 thì hai người đàn ông đi đến, người đầy mùi rượu. Cô có chút sợ hãi, lo rằng có mỗi mình ở đó, hai người kia rượu say, lỡ giở trò bậy bạ. Một lát sau, thang máy đến, cô bước vào trong nhưng hai người đàn ông kia không có bất cứ cử động nào. Thấy vậy cô hỏi, không vào à? Một trong hai người đàn ông mặt đỏ phừng phừng đáp, chúng tôi người đầy mùi rượu, sợ sẽ ám xa người cô, cũng sợ cô bị chúng tôi làm cho sợ hãi nữa, nên chúng tôi đợi chuyến sau, cô lên trước đi. Câu chuyện của cô gái sau khi chia sẻ lên mạng đã được đông đảo người sử dụng mạng quan tâm và dành lời khen ngợi cho hai người đàn ông kia. Không ít người còn lập tức liên tưởng đến một người đàn ông khác cách đó vài ngày uống rượu say, quần áo xộc xệch, làm loạn nơi công cộng. Ngẫm mới thấy, người đàn ông có tu dưỡng về văn hóa và đạo đức hay không, chỉ cần nhìn vào chi tiết nhỏ thế này cũng đủ để đánh giá. Trong mắt phụ nữ, một lời nói, một hành động dù là nhỏ của những người đàn ông có tu dưỡng về văn hóa và đạo đức cũng đủ để khiến người bên cạnh cảm thấy dễ chịu. 1. Người đàn ông có tu dưỡng về văn hóa và đạo đức không khua môi múa mép thể hiện trước phụ nữ. Vũ khí họ sử dụng để làm phụ nữ rung động đó là sự chu đáo từ nội tâm, sự quan tâm gần gũi, chăm sóc hết sức tự nhiên qua từng tiểu tiết nhỏ. Có một nhóm sinh viên chơi thân với nhau, rủ nhau đi chơi. Ở bãi đỗ xe có một sợi dây thừng răng khá cao. Những bạn gái mặc váy ngắn không tiện bước qua. Khi đó, hai nam sinh không ai bảo ai, cùng chạy lại dùng chân dẫm lên sợi dây, nhấn mạnh xuống cho đến khi các bạn nữ bước qua hết mới thôi. Vài chàng trai nhìn thấy vậy thì nói kháy, thật biết lấy lòng các bạn gái. Hay các chàng trai, chiêu hay đấy, hôm nào dạy cho anh em vài chiêu nhé. Họ chỉ cười đáp lại cho phải phép. Tốt nghiệp đã nhiều năm, nhóm bạn vẫn phải nhắc lại chuyện này và cảm thấy hành động của hai cậu bạn năm nào chẳng phải là chiêu trò gì. Đơn giản, nó chỉ xuất phát từ những con người có sự tu dưỡng về văn hóa và đạo đức, những người có trái tim ấm áp lương thiện. Và theo lời của các nữ sinh hôm đó, họ đã cảm nhận được thứ ánh sáng tỏa ra trên người hai cậu bạn ấy. Họ ghi điểm hơn rất nhiều lần so với những chàng trai chỉ biết nói móc người khác. 2. Người đàn ông có tu dưỡng về văn hóa và đạo đức luôn tôn trọng phụ nữ từ nội tâm. Có một bà mẹ trẻ bắt xe về quê. Trên đường đi, đứa trẻ khóc suốt, dỗ dành thế nào cũng không nín. Người lái xe thấy thế liền táp xe vào khu dịch vụ bên đường, nói cô cho cháu bú đi rồi nhanh chóng xuống xe. Thực ra, bà mẹ trẻ khi đó đang mặc đồ sau sinh cho con bú nên giả sử phải cho con ăn cũng không đến nỗi hở hang. Hơn nữa, lại ngồi ở ghế sau nên cũng không đến mức ngại lái xe phía trước. Dù vậy, người lái xe vẫn vì sự riêng tư của khách mà xuống xe, đợi một lúc lâu. Tiểu thuyết gia người Nhật Bản Murakami Haruki từng nói, nhân sĩ chỉ những người đàn ông có văn hóa đạo đức là những người mà việc họ làm không phải vì họ thích mà vì họ thấy nên làm. Họ tự nguyện đặt mình vào vị trí của người khác, nghĩ cho người khác, chấp nhận bản thân chịu khổ, chịu mệt một chút. Họ biết tôn trọng người khác, khiến người khác thấy thoải mái, dễ chịu. 3. Người đàn ông có sự tu dưỡng về đạo đức và văn hóa, không áp đặt suy nghĩ và dục vọng của bản thân lên phụ nữ. Trong tình cảm nam nữ, việc người đàn ông có sự tu dưỡng về văn hóa và đạo đức hay không lại càng quan trọng. Làm bạn với một người có phẩm chất này, thì nữ giới sẽ không phải lúc nào cũng thận trọng, không cảm thấy bị áp bức, càng không bao giờ cảm thấy bị trói buộc, kìm kẹp. Người đàn ông có sự tu dưỡng về văn hóa và đạo đức luôn biết cách cư xử đúng mực, ngay cả là khi yêu hay chưa yêu hoặc đã chia tay, họ đều không áp đặt suy nghĩ và dục vọng của bản thân lên phụ nữ.
vì họ hiểu rằng bình đẳng và tôn trọng mãi mãi là tiền đề quan trọng của tình yêu. 4. Người đàn ông có tu dưỡng về văn hóa và đạo đức luôn đối xử tử tế, lương thiện với tất cả mọi người. Một nhà văn người Trung Quốc từng nói rằng sự tu dưỡng về văn hóa và đạo đức giống như huyết quản trong con người, nó có thể chạm đến những nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể. Sự tu dưỡng về văn hóa và đạo đức chính là phẩm chất quan trọng nhất ở mỗi người đàn ông. Phẩm chất này không chỉ thể hiện ở cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói hay từng cử động, mà còn thể hiện ở cách đối xử với tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Họ tôn trọng và lương thiện với tất cả mọi người. Đó là sự ấm áp toát ra từ nội tâm và phải trải qua quá trình tu dưỡng nghiêm túc mới có được. Sau đây là 10 phẩm chất của người đàn ông không những làm nên nghiệp lớn, lại còn làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Phụ nữ bỏ qua sẽ hối hận cả đời. Tại sao bạn không thể trở thành người đàn ông khiến cho bao người phụ nữ say mê? Nếu như bạn có một hoặc một số những điểm trên, thì phụ nữ vây quanh bạn nhất định nhiều như mây vờn. Còn nếu chưa thì phải rèn luyện ngay. Người đàn ông như thế nào mới có thể khiến cho bạn đời của mình một lòng ái mộ, thậm chí là vì yêu mà có thể hy sinh cả thanh xuân của đời mình? Chung quy lại đều có những điểm sau. 1. Sâu sắc. Sự sâu sắc của đàn ông luôn có sức hấp dẫn nhất. Người đàn ông có tư tưởng sâu sắc hơn ngoại hình của mình thì càng có sức hấp dẫn. Ngày xưa có câu, đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng chồng. Một người đàn ông sâu sắc thì làm bất cứ điều gì cũng đều suy nghĩ thật thấu đáo. Kể cả lúc nói chuyện cũng vậy, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, họ luôn là những người không hay làm mếch lòng người khác. Trái lại, sẽ luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho những ai bên cạnh họ. 2. Chung thủy. Người đàn ông chung thủy luôn khiến cho bạn đời của mình có cảm giác an toàn. Do vậy, cuộc sống bình thường luôn trải qua êm ả, yên bình, khiến cho người phụ nữ của họ có thể hoàn toàn giải bày thế giới nội tâm của mình. Đâu có người phụ nữ nào lại không muốn ở bên cạnh người đàn ông luôn coi vợ là duy nhất đâu. 3. Quả cảm quyết đoán. Với một nam tử Hán, điều quan trọng nhất phải có là dám hành động, cụ thể, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám thắng, dám thua, dám yêu, dám hận, dám đấu tranh và đặc biệt là dám chiến đấu. Một người đàn ông như thế lúc nào cũng sẽ là vòng đai bảo vệ cho phái nữ, không thu hút sao được. 4. Chân thực. Là đàn ông nên chân thực. Chân thực là biểu hiện mạnh mẽ và đáng tin tưởng nhất. Lời chân thực thường dễ nói, không cần phải suy nghĩ tìm tòi. Bằng cách nào cũng có thể biểu đạt một cách chân thật. Lời dối trá thì càng khó nói, lừa thế nào cũng không kín đáo được. Do đó, đại trượng phu không nên tìm đến chỗ đắc tội làm gì. 5. Phong độ. Phong độ và khí chất con người có mối liên hệ mật thiết với nhau, biểu hiện khuynh hướng nhân cách của một người. Phong độ của đàn ông là vẻ đẹp hoàn thiện nhất, phái nữ luôn tán thưởng và yêu thích sự chín chắn của đàn ông. 6. Cơ trí. Làm việc một cách lạnh lùng cũng không cần phải giải thích nhiều. Trong quá trình suy nghĩ vấn đề, không nên nói toạc móng heo ra, mà nên có một kết luận cuối cùng cho mọi việc. Người đàn ông cơ trí như vậy sẽ khiến cho bạn đời của mình có một cảm giác thật huyền bí. Sự huyền bí của nam giới cộng thêm phẩm chất tốt đẹp từ họ sẽ luôn tạo ra sức hút mãnh liệt cho phái nữ. 7. Dí dỏm hài hước. Một người đàn ông hài hước phần lớn là những người có sự lạc quan. Họ luôn có thái độ tích cực và tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Người như vậy khi gặp khó khăn nghịch cảnh sẽ không mặt mày ủ rột và chán nản bỏ cuộc, mà sẽ vẫn cười đùa mà đối mặt với sự trêu đùa của số phận, vững vàng bước tiếp trên con đường đã chọn, sẽ là bờ vai vững chắc cho những người xung quanh, làm cho cuộc sống dù trong nghịch cảnh vẫn luôn tươi đẹp vô cùng. Họ sẽ không cảm thấy trách nhiệm của họ quá nặng nề, giảm bớt được phiền não cho người phụ nữ đi bên cạnh mình. 8. Có chí tiến thủ. Chí tiến thủ của một người đàn ông biểu hiện ở mọi lúc mọi nơi là một kiểu tinh thần thép luôn hướng về phía trước, là người luôn có định hướng cho tương lai sự nghiệp. Người đàn ông như vậy sẽ khiến cho bạn đời của mình luôn có một tương lai vô cùng rộng mở. 9. Lãng mạn. Một người đàn ông tốt sau hôn nhân nên có sự lãng mạn
để tạo ra những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Những người đàn ông lãng mạn sẽ luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với phụ nữ. 10. Mạo hiểm. Thường thì phụ nữ rất thích sự mạo hiểm của đàn ông, bởi vì ở họ sẽ có một sự thần bí nào đó, có cảm giác muốn khám phá, thu hút sự tò mò của phái nữ. Phụ nữ sẽ luôn để ý tới một người đàn ông mà lúc nhìn vào họ sẽ có cảm giác như gần, như xa. Tất cả những phẩm chất trên của người đàn ông cũng là những điểm mà phái nữ yêu thích nhất. Nếu như bạn có một hoặc một số những điểm trên thì phụ nữ vây quanh bạn nhất định nhiều như mây vờn. Còn nếu không thì bạn nên hình thành cho mình một vài phẩm chất nêu trên. Để không bỏ lỡ những video khác trên kênh Dòng chảy cuộc đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.